Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục Kết nối chia sẻ. Hiện nay, nhu cầu ngành nhôm đang được sử dụng trong các cao ốc, ngoại thất cũng như nội thất là rất cao. Chính nhờ vào những đặc tính nổi bật như kết cấu bền vững, dẻo dai, chịu nhiệt tốt, dẫn nhiệt tốt, chống bị ăn mòn. Hơn nữa, nhôm còn có khả năng tái sử dụng 100%. Vật liệu nhôm đang trở thành nguyên liệu không thể thiếu trong các công trình xây dựng bởi khả năng chống nắng, nhẹ, thi công nhanh, dễ bảo dưỡng. Những năm qua, ngành xây dựng cũng có những bước khởi sắc rất đáng kể. Trung bình mỗi năm tăng 4,5%, kéo theo đó là nhóm ngành nhôm xây dựng. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam, lượng tiêu thụ trong nước đối với nhóm ngành vật liệu nhôm mỗi năm tăng trung bình từ 15% đến 20%. Nhiều chuyên gia kinh tế có chung nhận định, dư địa phát triển thị trường ngành nhôm nói chung trong nước vẫn còn rất lớn, dự đoán sẽ tăng trưởng trong thời gian dài. Do vậy, thời gian qua, có khá nhiều người quan tâm và khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các sản phẩm từ nhôm. Thưa quý vị, bên cạnh Hà Diễm lúc này đây đó chính là anh Hoàng Việt, một startup trong lĩnh vực khởi nghiệp về nhôm kính. Và hiện tại thì anh Hoàng Việt là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn nhôm kính Nam Việt Tiến. Và cảm ơn anh rất nhiều đã dành thời gian chia sẻ trong nhịp sống kinh doanh ngày hôm nay ạ. Chào Hà Diễm. Dạ, xin chào anh. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nói với nhau về câu chuyện kinh doanh tại Nam Việt Tiến, đặc biệt trong lĩnh vực đó là nhôm kính. Dạ vâng, được biết là anh Hoàng Việt cũng đã gắn bó với lĩnh vực nhôm kính với khoảng thời gian cũng khá lâu, gần 20 năm. Vậy thì anh có cái nhìn nhận chung về thị trường nhôm kính hiện nay như thế nào ạ? Theo nhận định của anh á, thì tới thời điểm hiện tại á, rất là sôi nổi. Như em biết, như một số tòa nhà cao tầng này, chung cư, bệnh viện, trường học, rồi nhà phố, nhà dân, chung với tất cả các loại nhà, vật liệu nhôm kính á, nó chiếm hết khoảng 30-50%. Yeah. Nhiều hơn nữa, ví dụ như kỹ sư hoặc là mấy anh thiết kế á, đưa nhiều vào thì nó lại càng nhiều thôi. Nên là mình chỉ thống kê được sơ bộ là 30-50% thôi. Dạ, 30-50% thì thị trường nhôm kính hiện tại chúng ta biết rằng là với mỗi một công trình nào đó thì con số nhôm kính nó chiếm trong cái công trình đó như thế. Dạ, vậy thì hiện tại công ty của mình thành lập cho đến thời điểm hiện tại là bao lâu rồi anh hả? 2014. Dạ. Bây giờ nó khoảng 6 năm rồi. Dạ. Nhưng mà trước đây á, là mình chỉ có làm xưởng với lại làm cửa hàng buôn bán. Dạ. Thì cũng phải được 20 năm rồi. Dạ vâng. Mình nhớ là năm đó là năm 2001. Dạ. Là mình bắt đầu khởi nghiệp. Mở xưởng sản xuất. Rồi cửa hàng kinh doanh. Lúc đó thì các công trình với trong nước á, nó chưa có cần như thế hợp đồng. Năm 2014 á, thì lúc đó mình mới cần những cái hợp đồng lớn. Dạ. Mình mới mở thành lập công ty. Dạ. Miền Nam Việt Tiến. Dạ vâng. Dạ. Đến thời điểm hiện tại thì công ty của mình cũng có các 6 năm rồi. Dạ. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm một tí là điều gì giúp cho anh có thể trụ vững cho đến thời điểm hiện tại, và Diễm tin rằng là nó cũng sẽ còn có một khoảng thời gian kéo dài trong tương lai nữa. Ví dụ như nghề này nè, nó cũng cực lắm. Cực lắm hả? mới khởi nghiệp phải chịu khó tìm tòi học hỏi. Dạ. Rồi nghiên cứu chế ra những cái mẫu mã mà nó riêng cho mình nhé. Dạ. Thì nói chung là cực lắm. Dạ, cái này thì khó nói. Dạ. Vậy thì mình quay trở lại với khoảng thời gian trước đó một tí xíu anh nhé. Ừ. Cái cơ duyên mà đưa anh gắn bó với nghề này như thế nào? Đến thời điểm hiện tại là cũng gần 20 năm thì con số nó không hề nhỏ. Ồ. Thế thì cơ duyên anh nhé. Một cái cơ duyên là mình ngày xưa là dân kỹ thuật. Dạ. Chế tạo, cơ khí chế tạo. Dạ. Thì cái thời điểm đó thì mình cũng bắt đầu đi làm cho những cái doanh nghiệp khác thôi. Dạ. Mà cái nghề này mình đam mê quá. Đam mê. Ừ. Cái sự đam mê. Tức là hàng ngày mình hay tìm tòi học hỏi lên internet này. Dạ. Rồi đi những cái hội chợ triển lãm như thế là ngoài Việt Build, Phú Thọ, hội triển lãm quốc tế đấy. Dạ. Ừ. Lại cũng có lâu lâu cũng đi nước ngoài một vài nước thì dạ, như thế là Singapore, này Hàn Quốc, Thái Lan. Dạ. Mấy nước đó hay chiêm ngưỡng, tham khảo những cái mẫu mã của nước các bạn đó. Dạ. Về mình bắt đầu sản xuất, chế ra cái riêng của mình, chế tạo ra cái sản phẩm riêng của mình. Dạ. Thì như công ty mình cũng có một số cái mặt hàng nó riêng. Dạ. Ừ. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm luôn ạ, công suất hoạt động của công ty cũng như là cái quy mô tại công ty mình hoạt động như thế nào? Công suất hoạt động thì giống như cái máy này đấy. Dạ vâng. Ví dụ cái máy này là máy cắt hai đầu. Dạ. Nhôm sinh pha. Đây một cái, với đây hai cái. Dạ. Một ngày thì sẽ cho ra khoảng bao nhiêu thành phẩm anh hả? Nếu mà trung bình một cái máy cắt này thì một ngày nếu mà với lại 4 người công nhân thì dạ, nó phải khoảng ra khoảng
70 tới 100 mét. Yeah. Mà bên đây mình 2 cái, với lại bên kia mình 4 cái đó. Thì một ngày mình cho ra 400-500 mét. Dạ. Tùy cái lúc. Dạ vâng, vậy đây là một xưởng của công ty. Dạ. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng còn có một xưởng kế bên. Bên kia mình còn có 2 cái xưởng đó, 2 kho đó. Ừ. Dạ, vậy thì với công suất và quy mô của 2 xưởng đó thì nó có như quy mô ở nơi này mà Hà Diễm đang có mặt không ạ? Nói chung là thành phố mình mà. Mình muốn chia nhỏ ra những cái xưởng cho cái sự di chuyển nó gần. Dạ. Ừ. Thì mình cũng có làm một cái lớn, mình làm khoảng 3-4 cái xưởng nhỏ nhỏ để cho bên này hỗ trợ bên kia. Yeah. Ừ, cho nên là mình cũng muốn chia nhỏ ra mà nó xa xa chút. Dạ yeah, vâng. Để cái việc vận chuyển đi lại nó dễ. Dạ. Yeah. Ừ. Bây giờ thì anh Hoàng Việt, Hà Diễm rất là muốn được đi tham quan xưởng mà Hà Diễm đang có mặt như thế này. Anh Hoàng Việt dẫn Hà Diễm đi nhá. Ok, mời em. Dạ vâng. Em tham quan xưởng. Dạ. Yeah. Như anh vừa chia sẻ thì Hà Diễm cũng thấy được rằng là để mà có thể đứng và trực tiếp thực hiện một cái công đoạn để tạo ra thành phẩm như thế thì đòi hỏi một cái quá trình rèn luyện học hỏi khá là nhiều, và nó cũng có những cái khó khăn cho anh em làm nghề như thế này. Rất mong anh Việt có thể chia sẻ thêm điểm này ạ. Ừ, cảm ơn Hà Diễm. Nói về khó khăn của cái ngành của mình á thì nó nhiều khó khăn lắm. Yeah. Nhưng mà mình chỉ kể một cái khó khăn chính thôi. Yeah. Giả dụ như cái nghề của mình như này là ở trên thị trường là không có trường lớp nào nó đào tạo cả. Yeah. Giống như nghề khác như thế, trung cấp cơ khí thì có hàn xì là điện. Yeah. Có trường lớp đào tạo cung cấp. Yeah. Và cái nghề như thế nhôm kính cơ khí của mình là đào tạo tại chỗ luôn. Yeah. Ví dụ như mình một năm thì mình nhận khoảng 20-30 học viên. Yeah. Mới đào tạo, thì trong quá trình đào tạo mà vừa học vừa làm á, thì vừa học vừa làm mà có lương, thì những anh em mà chuyên gần mà chịu khó đó thì một năm nó bắt đầu làm được rồi. Yeah. Căn bản rồi. Yeah. Ừ. Năm thứ hai để nâng cao lên, thứ ba là nâng cao lên. Yeah. Khoảng 3-5 năm là nếu mà thông minh là thợ chính rồi. 3-5 năm một khoảng thời gian để có thể trở thành thợ chính. Đúng rồi. Yeah. Vậy thì trong số những các bạn học viên đến với công ty của anh Việt, trải qua cái quá trình rèn luyện học hỏi từ anh Việt cũng như là những đồng nghiệp khác, thì sau cái khoảng thời gian đó, nếu như mà những anh em nào mà chúng ta muốn ra mở một cái tiệm riêng, kinh doanh riêng, thì không biết là cái con đường đó thì nó có gặp khó khăn gì nhiều trong suốt những cái bạn học viên tại nơi của mình anh hả? Có, câu này mới hay. Yeah. Nói về cái này thì nó dài lắm, nhưng mà mình chỉ kể sơ thôi là cái thời hạn mình đào tạo 5 năm là đã làm được rồi. Yeah. Thì cũng có một số bạn học viên là xin ra riêng. Yeah. Mình cũng hỗ trợ, nhiệt tình tư vấn, chung là hỗ trợ tư vấn cho anh em khởi nghiệp á về một cái vùng nào đó. Ừ. Còn một số anh em như không có thích là ra kinh doanh riêng á. Yeah. Thì ở lại công tác lại làm với công ty mình thôi. Yeah. Quyền lợi với chế độ thì cứ bình thường như thế trao đổi. Yeah. Như vậy thì nhìn chung thì một thị trường của nhôm kính, mặc dù chúng ta biết là nó phát triển, nó gắn bó với rất là nhiều những công trình nhà cửa, nó phát triển đó, thế nhưng mà cái khó khăn của những anh em làm nghề này để mà tạo ra một sản phẩm như vậy thì nó cũng không hề đơn giản, bởi vì nó đòi hỏi cái sự sáng tạo trong mỗi thợ, đúng không ạ? Vậy thì là một người gắn bó khá lâu năm với lĩnh vực này, thì sau một cái hành trình cũng khá là lâu năm như thế, thì anh nhìn nhận lại thì với những bạn trẻ ở thời điểm hiện tại, nếu như mà các bạn của chúng ta có cho mình một cái dự định rằng là mình sẽ bắt đầu khởi nghiệp, vậy thì anh là một người cũng đã từng đi qua cái khoảng thời gian như thế, anh sẽ có những cái lời nhắn gửi đến các bạn trẻ như thế nào? Về chiến lược đầu tiên á, chia sẻ thì như những cái bước đi của mình ở thời gian trước á, trước thì nó cực lắm, nhưng bây giờ đầu tiên là vốn. Phải có một số vốn nhất định. Yeah. Để mình sắm những cái thiết bị máy móc mà
mà như thịnh hành như bây giờ đó, máy gì thì trong nghề người ta biết hết rồi. Thì với cái cách của mình sắm thì như ngày xưa nó khác. Mình ngày xưa mình đi làm cho người khác thì mình sắm từng công đoạn một, mỗi năm mình sắm một loại. Năm sau thì nó hiện đại hơn, mình sắm thêm cứ dần dần được, và còn sắm thêm nhiều nữa. Cái điểm thứ hai là mình muốn chia sẻ là cái người đứng đầu là tay nghề nó phải vững. Vững để tuyển những cái người thợ vào mình đào tạo. Giống như mình nhá, mỗi năm mình đào tạo khoảng ít nhất là 10 tới 30 người. Là sau một năm là có thể là làm cho mình được rồi. Cái cuối cùng là mình muốn chia sẻ với anh em là cái chiến lược marketing của từng công ty, từng đối tác. Thì là mỗi một bạn mà chọn cho mình một cái chiến lược marketing riêng. Nhìn chung lại thì chúng ta sẽ cần có rất là nhiều những cái kỹ năng để chúng ta có thể khởi nghiệp trong bất cứ lĩnh vực nào, đúng không ạ? Không chỉ riêng là trong lĩnh vực nhôm kính như thế này. Nhưng mà chúng ta sẽ nhắc về nhôm kính nhiều hơn. Khi mà các bạn muốn ra riêng để mà lập nghiệp, khởi nghiệp với lĩnh vực này thì cần phải có nguồn vốn, cần phải có một tay nghề thật là vững chắc. Và bên cạnh đó thì cũng cần có cho mình những cái đồng nghiệp, gọi là những cộng sự, để có thể cùng với mình làm nên những sản phẩm đẹp và mang đến cho khách hàng của mình với cái độ tin cậy cao nhất. Và bên cạnh đó, một điểm nữa là chúng ta hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào thì bản thân Hà Diễm thấy rằng chúng ta cũng đều cần có cho mình một cái chiến lược, gọi là truyền thông cái sản phẩm của mình, tên tuổi của mình, thương hiệu của mình đến với khách hàng nhiều hơn nữa, phải không ạ? Dạ, cảm ơn anh Hoàng Việt rất nhiều đã cho Hà Diễm có một ngày trải nghiệm tại xưởng nhôm kính như thế này ạ. Dạ, cảm ơn anh. Hà Diễm. Thưa quý vị, như vậy là chương mục kết nối và chia sẻ của chúng tôi cũng đến đây là kết thúc. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi cùng với nhân vật khách mời của chúng tôi ngày hôm nay, đó chính là anh Hoàng Việt, giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Việt Tiến. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương mục kỳ sau nha. Thưa quý vị, với những đặc tính nổi bật, vật liệu nhôm đang trở thành nguyên liệu không thể thiếu trong các công trình xây dựng bởi khả năng chống nắng, nhẹ, thi công nhanh, dễ bảo dưỡng. Chính điều này đã thúc đẩy thị trường ngành nhôm kính ngày càng năng động. Các doanh nghiệp sản xuất trong ngành này đang phát huy hết nội lực và sức sáng tạo của mình. Và câu chuyện kinh doanh của anh Hoàng Việt, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Việt Tiến vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhịp sống kinh doanh kỳ này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15 giờ 30 phút chiều thứ tư tuần sau trên kênh HTV9, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.